Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 170.000 đồng, 25 con 147.000 đồng, 30 con 142.000 đồng, 40 con 122.000 đồng, 50 con 112.000 đồng, 60 con 105.000 đồng, 70 con 103.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh ở khu vực Bạc Liêu như sau: 25 con 150.000 đồng, 30 con 144.000 đồng, 40 con 123.000 đồng, 50 con 117.000 đồng, 60 con 112.000 đồng, 70 con 107.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 170.000 đồng, 25 con 150.000 đồng, 30 con 144.000 đồng, 40 con 122.000 đồng, 50 con 112.000 đồng, 60 con 107.000 đồng.